Và chào mừng các bạn đến với kênh Delia Niềng Răng. Mình là DD và đây là Delia. Hãy cùng đến với thử thách Delia Niềng Răng ăn cả thế giới. Delia. Ok. Và ngày hôm nay trên bàn của mình đã có những món ăn đến từ 5 quốc gia. Đấy là Hà Lan, Anh, Mỹ, Bồ Đào Nha và Argentina. Ok. Và thí sinh đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay đấy là anh. Bánh scone à? Trông cũng hấp dẫn phết. Delia. Rất là mềm, bạn tôi nha. Delia. Dính răng thì đừng hỏi luôn. Độ cứng chắc là khoảng 1/10 các ông ạ. Thế nhưng mà rất là dính răng nhá. Và nó lại còn khô nữa. Thế cho nên là tôi đề chê nhá. Ok, tiếp nhá. Bò Wellington. Cái này chắc là phải có dao dĩa anh chị nhỉ? Ăn dai đêm vậy. Ủa đáng thế nhỉ. Được rồi. Delia. Khá là giống bánh mì kẹp thịt của Việt Nam các ông ạ. Thế nhưng mà tôi lại chưa gặp cái bánh mì kẹp thịt mà nó lại to như thế này cả. Các bạn tôi nhào nhá. Delia. Bò Wellington à? Độ cứng cũng 1/10 thôi. Dễ ăn, tương đối ổn, tôi đê mê. Tiếp nhá. Bánh donut. Trông hấp dẫn chưa. Delia. Thử bạn tôi thế nào nhá. Delia. Với bánh donut, độ cứng 1/10 cũng khá là dễ ăn, độ ngọt vừa phải, tôi đề mê. Đối với những món đến từ Anh ngày hôm nay, cả ba đều khá là mềm, phù hợp với những bạn niềng răng, khá là dễ dính răng, cho nên là nhớ vệ sinh cẩn thận sau khi ăn nha. Cá nhân tôi nghĩ là ba món này đều đề mê nhá. Vẫn còn một người bạn cùng bảng B với tôi nữa đấy. Vào đi bạn. Đây bạn ơi, có ngay Mỹ. Chậu. Đầu tiên nhá, Mỹ thì chắc chắn là nổi tiếng với burger rồi. Delia. Ngon, ngon, hấp dẫn. Rồi, bạn tôi nhá. Delia. Hamburger, cái này ngon. Ngon. Tôi ăn thì cái này chắc phải 10 cái. Độ cứng 1/10. Dính răng các bạn nhá. Và bởi vì vị ngon thế cho nên là tôi đề mê. Và tiếp tục, chúng ta có đây là khoai tây. Ui. Delia. Xem bạn tôi thế nào nhá. Lên đi bạn. Delia. Khoai tây độ cứng 1-2/10 thôi. Ngon. Như khoai tây bình thường thì chắc chắn là tôi sẽ đê mê. Và tiếp theo nhá. Bánh mì tôm hùm. Cái này bao nhiêu nhỉ anh nhỉ? Không phải nghĩ em về. Anh chị biên tập giờ này ăn nên làm ra thế nhỉ. Đã được rồi nhá. Delia. Ngon. Ngon phết đấy. Bạn tôi nhá. Cái khi thì ăn tôm hùm bạn ạ. Delia. Bánh mì tôm hùm thì độ cứng 1/10. Vị khá là ngon. Ăn thôi đã thấy mà giống người rồi đúng không ạ? Chắc chắn là sẽ là đê mê rồi. Những cái đồ ăn hôm nay thì đều phù hợp với những bạn niềng răng. Riêng có bánh mì tôm hùm và hamburger khá là dễ dính răng, cho nên là phải chú ý vệ sinh sau khi ăn nhá. Tôi đê mê. Thế rồi bạn ơi, di chuyển đây. Đánh chỗ cho Hà Lan xem nào. Ta có ở đây đầu tiên là phô mai. Delia. Cái này mà có thêm tí bánh mì nữa thì chắc là ok hơn đấy. Bạn tôi thì nó không có lưỡi, thế là chắc là chỉ cần mềm thôi là được đúng không? Delia. Phô mai độ cứng 0.5/10, mềm mặn. Các bạn niềng thì có thể ăn thoải mái, nhưng mà cá nhân tôi không thích vị này cho nên là tôi đê chê. Cái này là cô gái Hà Lan đúng không? Nhưng mà sao lại có sữa ở đây nhỉ anh nhỉ? Cũng là Hà Lan các bạn, nhưng mà hơi lạ. Để tôi thử xem nào nhé. Mời em nhá. Delia. Thức, hấp dẫn, độ ngọt vừa đủ. Bạn tôi thì Thôi cái này thì bạn hơi khó đúng không? Thôi để tôi giúp nhé. Anh chạ thương em. Anh em mình với nhau, quý hai là một mà bạn. Sữa cô gái Hà Lan, độ cứng thì chắc chắn là âm vô cực rồi. Dính răng không, độ ngọt vừa đủ, thơm. Là một trong những hành trang mà không thể thiếu được của tôi hồi xưa đi học. Cho nên là tôi đê mê. Chúng ta có chả giò. Theo như tôi tìm hiểu, chả giò là một trong những món được ưa thích nhất tại Hà Lan thì phải. Delia. Ngon phết. Giò. Giò lắm bạn ạ. Delia. Chả giò thì độ cứng 1/10. Vị khá là ngon. Tuy nhiên là vẫn còn thiếu nước chấm, cho nên là nó vẫn chưa thể nào đạt được trình độ của chả giò Việt Nam nữa. Đối với tôi thì đê mê luôn, không nói nhiều.
Tổng kết lại, đối với đồ ăn Hà Lan của ngày hôm nay thì tôi thấy cũng vị khá là vừa miệng, phù hợp với những người nghiền. Thế nhưng mà đồ ăn Hà Lan lại có chả giò, lại có sữa cô gái Hà Lan. Hà Lan này là Hà Lan của ngạn gì. Thế nhưng mà tôi vẫn đê mê. Chắc cho anh em nhớ nhá, Hà Lan năm nay cũng sức thắng nhau vô địch, không phải đơn giản đâu. Rồi bạn ơi, thua rồi thì đi về. Tưởng ai thắng thì cũng là thua rồi, chấp nhận sự thật đi bạn, về đi. Nhắc đến lại buồn đúng không ạ? Thế nhưng mà nói thế nào thì nói, Ronaldo vẫn là một phần không thể thiếu trong nền bóng đá thế giới. Ronaldo đã ăn như thế nào để có được một thân hình như bây giờ? Đầu tiên chúng ta có chắc chắn rồi, không thể thiếu được ức gà. De Gea. Nó khô, dính răng. Đây để xem bạn tôi ăn thế nào nhá. De Gea. Ức gà. Độ cứng 0/10, không quá dai nhưng mà cực kỳ dính răng, khá là khó vệ sinh sau khi ăn đấy. Khô nhưng mà tôi vẫn đê mê, nghe hơi vô lý tí. Ức gà khá là khô thì chúng ta sẽ đến với một món khô hơn, đấy là trứng luộc. Đê li a. Ngon nhưng mà khô lắm. Buồn. Đến lượt bạn tôi nhá. Đê li a. Dính răng thì thôi rồi luôn. Trứng luộc độ cứng 0/10 nhưng mà độ dính răng thì 10/10 luôn. Khá là ngon, tuy nhiên là khô và khô. Nhưng mà tôi vẫn đê mê. Mê kệ tôi. Salad xịt xếp kìa. Đê li a. Hơi chua. Nhưng mà ngon. Đê li a. Nó không nghiền được. Salad độ cứng 1/10, tươi mát, dễ ăn và ít dính răng. Anh em niềng có thể ăn được thoải mái. Cuối cùng là tôi cũng được đối đãi tử tế. Thế cho nên là tôi đê mê nhá. Đối với thực đơn của anh Bảy ngày hôm nay thì mềm, khá là dễ ăn, phù hợp với người nhường nếu mà vệ sinh kỹ một chút. Thật ra thì mấy cái đồ ăn này thì tôi cũng ăn suốt mà, chồng tôi có khác gì Zimmer đâu. Đê mê nhá. Ok. Thôi chắc là đến giờ tập rồi, phải đi tập còn có sức chạy KPI, kiếm người yêu về đang mất bố mẹ cuối năm nhé. Đường gì tập này ông ơi, đi về đi. Nhà vô địch giải bóng đá lớn nhất hành tinh ơi, Argentina ok chưa? Đầu tiên nhá, xúc rau củ, trông cũng màu sắc đấy. Đê li a. Ngọt, mềm, như cảm giác vô địch vậy. Xem bạn tôi ăn thế nào. Nhìn là biết là bạn không ăn được rồi. Thôi, bạn lại để tôi. Chả yêu em. Súp rau củ, độ cứng 0.5/10. Ngọt, mềm, dễ ăn, không nhai cũng được. Thế cho nên là khá phù hợp với anh em niềm. Tôi đề mê. Tiếp nhá, bánh empanadas. Đề li a. Vị có khác gì bánh mì này đâu nhỉ? Không quên bạn, cho bạn tôi thử nhá. Đề li a. Empanadas, độ cứng thì chắc là khoảng 1/10, khá là mềm, cũng hơi giòn, dễ ăn, phù hợp với người niềng. Ăn thì cũng khá là giống bánh patiso. Ở đây có ai biết bánh đấy không ạ? À, có ai không ạ? Ừ, chết thôi. Nhưng mà em đê mê. Tiếp nhá. Chúng ta có ở đây beef steak Argentina. Nhìn đi. Đê li a. Toàn được rồi, cứu. Đến bạn tôi nhá. Thử miếng đi bạn. Đê li a. Dài đấy. Steak độ cứng thì chắc là khoảng 2/10. Có vị rau của Argentina khá là đặc trưng. Thế nhưng mà dai và dắt răng. Thế nên là nhớ là cắt nhỏ vệ sinh cẩn thận nhá. Mà nói đến dai thì tôi lại nhớ đến mấy anh Pháp ở trong trận chung kết vừa rồi vậy. Khó ăn nhưng mà tôi vẫn nuốt được. Dần bà con gà. Tôi thì tôi đê mê nhá. Đối với đồ ăn của Argentina khá là mềm. Steak và bánh có vẻ là hơi khó vệ sinh ấy, tại vì khá là dính răng. Tôi nghĩ là cũng đê mê. Ôi xay. Phải ăn mừng thôi chứ còn gì nữa. À quên, các bạn nhớ like, share và subscribe để nhận những thông báo về những video mới nhất chúng mình ra trong tương lai nhá. Còn bây giờ thì Delia.